Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì theo sau thời gian dài vắng bóng với lại cũng do tình hình dịch Corona, mình cũng không biết phải làm về chủ đề gì. Để cho đỡ nhàm chán kênh thì ngày hôm nay mình làm chủ đề khá mới. Đó là thay vì dạy học thì ngày hôm nay mình sẽ đi dạo phố này. Rồi thử thách đầu tiên của mình đó là sẽ dùng một sen để ăn sạch cái Osaka. Thì không biết là mình có làm được hay không. Thì cùng với một sen này thì các bạn đi theo chân mình nhé. Chà, let's go. Nó phù hợp cho với tuổi sinh viên học sinh của tụi mình thì nó như thế nào, bây giờ mình sẽ mua thử một cái nhé. Dùng là tiền đầu tiên đây. Mình đã mua rồi, bây giờ chờ ra thôi. Nè, như các bạn thấy có rất là nhiều loại sốt. Mình thì mình thường ăn đó là sốt chua ngọt với lại mayonnaise. Mình có để thêm một số lemon vô. Ít lemon tại vì đồ chiên thì nó ăn với lại chanh, thiếu chanh thì nó sẽ ngon. Đôi khi mình sẽ để chocolate sốt vô để ăn. Mình cho một xíu chanh vào thôi nhá, mình cho nó chua lắm. Quá ngon. Bạn ăn không? Lúc trên nào? Camera được mình, cameraman được mình chăm sóc tận tình. Miếng cuối cùng quá ngon lành, khá nhiều người vẫn chưa ăn. Cái này có thể là món ăn mà nó ngon nhất trong đời. Đi tới điểm tiếp theo nhé. Let's go. Mình mua gà 270 yên rồi, bây giờ mình còn 730 yên. Hơi khát nước nên là mình dùng 100 yên mua coca uống nha. Xong mà nó sôi bột chứ vậy. Tadakimasu. Rồi tới điểm tiếp theo trong thử thách sử dụng một sen này á, mình sẽ ăn cái món đặc sản của Osaka, đó là takoyaki. Bây giờ mình sẽ mua cái loại đó là 6 cái loại rẻ nhất và ít nhất.
vui. Sáu trăm ba mươi yên, bốn trăm tám mươi yên. Nãy mình mua có 6 cục thôi, nhưng mà các bạn nhìn đi 2, 4, 6, 8. Bạn ấy cho thêm, chị người Nhật cho thêm 2 cục nữa. Chắc thấy là mình đang quay video hay sao á, chắc muốn giới thiệu cái quán này cho mọi người, nên là chị ấy cho thêm. Cái quán này tên là Kuru Odu nha mọi người. Kuru Odu nằm ngay của Nam Vạn. Các bạn đến mình sẽ thử trước. Thường tà cô nó sẽ nóng lắm, nếu mà các bạn ăn để nguyên cái cục này vô họng á, cái miệng của các bạn sẽ bị bỏng, bỏng ở phía trong. Mình thì cũng không biết cái cách ăn đúng như thế nào. Mình thì mình là người sợ bỏng, sợ nóng. Mình sẽ để cho nó, mình sẽ để cho nó nguội ra. Rồi xong rồi mình sẽ nhỏ nhỏ miếng nhỏ nhỏ. Đây là bạn cameraman của mình. À, đáng yêu chưa nào? Nóng đúng không? Nóng đúng không? Thì em ăn em thấy như thế nào? Thì nó có vị bột, tất nhiên là điều tự nhiên rồi, nhưng mà có thêm cái vị mặn mặn của sốt mayonnaise nè rồi. Cái sốt đó sao là gì em cũng không biết nữa. Nói chung là nó là của đặc trưng của Nhật. Ừ. Nói chung là ngon. Ngon đúng không? Nhưng mà mọi người có đến Osaka thì một lần nên thử takoyaki. Đó là bạch tuộc nướng. Nhìn thấy ăn ngon lành chưa kìa. Mình đã ăn các món chính như là gà, takoyaki, rồi mình có uống nước rồi. Thì bây giờ tới giờ là mình sẽ ăn tráng miệng nha. Ăn tráng miệng của mình đó là sẽ ăn kem. Các bạn nhìn nè, máy bán kem tự động. Còn đúng 150 yên. Tần. Mình sẽ mua một cây kem. Vanilla nên mình sẽ chọn vị vanilla. Thì đây là kết thúc cái thử thách một sen ăn. Nói là ăn sập Osaka nhưng mà thật sự rất là khó. Với một sen, thì khoảng 200.000 tiền Việt Nam. Mà với 200.000 tiền Việt Nam mà qua đây để ăn một, để vô nhà hàng ăn, mà ăn một bữa ra trò, ví dụ như là có món mở đầu, món chính, xong rồi món tráng miệng, có nước luôn, thì với 200.000 thực sự rất là khó một sen. Nhưng mà không ăn một chỗ, mình đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia để mình ăn, mình chọn những cái món rẻ nhất. Thì may mắn là thử thách của mình đã thành công, vừa đủ trọng một sen. Và với cái kem này, ăn xong cái kem này thì mình xin phép kết thúc thử thách. Nếu các bạn thấy hay thì để cho mình là một like, một subscribe, cũng như là một số ý kiến bình luận. Ví dụ như có chỗ này hay hơn, rẻ hơn này phần vậy như vậy, các bạn hãy để cho mình thêm một số gợi ý nhé. Hoặc là chủ đề tiếp theo các bạn muốn mình quay là gì thì các bạn hãy để lại dưới comment. Rồi, cảm ơn, xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.